Một nhà bất đồng chính kiến ở Nghệ An vẫn phải chịu án tù nhiều năm sau một phiên xét xử phúc thẩm mà luật sư của ông nói diễn ra chóng vánh. Tòa án Nhân dân cấp cao của Việt Nam hôm 24 tháng 3 phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm gồm 12 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với ông Trần Đức Thạch, người trước đó bị kết tội hình sự hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Thạch, 69 tuổi, bị Công an Nghệ An bắt giam vào tháng 4 năm 2020 Nhà chức trách cáo buộc rằng từ đầu tháng 5 năm 2019 đến đầu tháng 3 năm 2020, ông soạn và đăng lên Facebook nhiều bài viết xuyên tạc các sự kiện kinh tế, chính trị xã hội, bôi nhọ xúc phạm các lãnh đạo của đảng và nhà nước. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Thạch, cho VOA biết phiên xét xử phúc thẩm diễn ra chống vánh từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ 15 sáng ngày thứ Tư. Trong luận cứ bào chữa, luật sư Sơn nói ông đã chỉ ra rằng cấp tòa sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng Luật sư lưu ý rằng ông Thạch là người trong một gia đình có truyền thống theo đảng Cộng sản, bố ông là huyện ủy viên. Bản thân ông Thạch dành những năm tuổi trẻ cống hiến trong quân ngũ. Đây là lần thứ hai nhà bất đồng chính kiến và cựu chiến binh Cộng sản này bị chính quyền bỏ tù. Năm 2008, ông từng bị xét xử kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước. Từng là hội viên Hội Nhà văn tỉnh Nghệ An, ông Thạch đã viết hàng trăm bài thơ, một tiểu thuyết và nhiều bài báo đa số lên án nạn tham nhũng bất công và vi phạm nhân quyền ở việt nam